Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry Podcast. Khi được hỏi điều gì khiến bạn ấn tượng nhất về nền chính trị của đất nước Thái Lan, chắc chắn là không ít người sẽ nói ngay hai từ đảo chính. Với thành tích trong 111 năm lịch sử hiện đại mà đã có tới 24 cuộc đảo chính và chỉnh lý đều do giới quân sự cầm đầu, thực sự là một kỷ lục đáng sợ. Thế nhưng, nếu xét theo tiêu chí về tần suất nổ ra đảo chính, Thái Lan vẫn còn thua một chính thể hiện đã không còn tồn tại trên bản đồ thế giới. Đó là Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ tồn tại trong 19 năm rưỡi, lẻ 6 ngày, tính từ thời điểm Ngô Đình Diệm tuyên bố thành lập vào ngày 26 tháng 10 năm 1955. Việt Nam Cộng Hòa đã nổ ra tổng cộng là 7 cuộc đảo chính và chỉnh lý, tức là trung bình khoảng 2 năm 9 tháng và gần 2 tuần là sẽ xảy ra một vụ. Trong khi phía Thái Lan, con số này là 4 năm, 7 tháng, 2 tuần. Đặc biệt là chỉ trong có 2 năm 1964-1965 mà đã nổ ra tới 5 cuộc đảo chính, chỉnh lý liên tiếp, thì Thái Lan rõ ràng là thua xa Việt Nam Cộng Hòa. Trong cái chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu kể trên, tất yếu sẽ phải có sự xuất hiện của một nhân vật được gắn cho cái mác ông hoàng đảo chính. Và người đó thì không ai khác, chính là Nguyễn Chánh Thi. Lý do là bởi trong 7 lần đó, ông ta tham gia tới 6 lần. Nếu tính thêm một lần chống đảo chính giữa thời quốc gia Việt Nam thì phải thành 7. Với người dân miền Nam, những năm 50-60 đó, cứ hễ khi nào nghe thấy được tin gì về tướng Nguyễn Chánh Thi thì một là ông ta làm đảo chính và hai là đi dẹp đảo chính. Một cuộc đời khi nào cũng chỉ xoay quanh với việc phế lập vô tội vạ, nó cũng đã phản ánh đúng phần nào bản chất con người của vị tướng này. Đó là ngông cuồng, bất cần đời kiểu Lương Sơn Bạc, luôn tìm cách phải gây sự chú ý ở khắp mọi nơi, luôn tham vọng phải chiếm lĩnh được những vị trí cao nhất. Chính nhờ cá tính và chuỗi thành tích kể trên, ông ta đã leo lên được những tột đỉnh vinh quang của đời binh nghiệp. Thế nhưng cũng chính vì nó mà Nguyễn Chánh Thi đã phải chịu kiếp sống lưu vong sớm hơn so với các lãnh đạo khác của Việt Nam Cộng Hòa tận gần 10 năm. Nguyễn Chánh Thi sinh ngày 23 tháng 2 năm 1923 tại Thừa Thiên Huế, trong một gia đình rất đỗi éo le. Cha của ông là Nguyễn Chánh Tâm, là một người ủng hộ Pháp nhiệt thành khi đã từng sang châu Âu chiến đấu trong Thế chiến I. Cảm kích trước những hy sinh cho mẫu quốc, ông Tâm được cất nhắc thành một công chức ngoại ngạch cho chính quyền thuộc địa. Nghe thì có vẻ sang, thế nhưng công chức ngoại ngạch giữa cái thời buổi thuộc địa thực ra chỉ là một người làm hành chính, không quá thấp kém, thế nhưng cũng chẳng sang trọng gì cho cam. Và đau hơn nữa là bậc trung cũng chẳng ra bậc trung. Cái địa vị lửng lơ đó đã khiến gia đình của ông phải chịu sự khinh miệt từ cả hai phía, cách mạng và thân Pháp. Một bên thì đương nhiên coi gia đình của ông là phản quốc, là chống lại đồng bào. Bên kia thì lại coi thường cái địa vị thấp kém của cha ông. Sự dè bỉu khủng khiếp của người đời đã dần dần hình thành trong con người của Nguyễn Chánh Thi một tính khí cực kỳ méo mó. Thi trở nên tham vọng và cực kỳ manh động, luôn có gan sẵn sàng đạp đổ tất thảy mọi thứ, cốt để bản thân vươn lên, khiến ai nấy cũng phải nhìn mình trong sự nể phục. Tâm lý đó, cộng với một nền tảng gia đình cực kỳ gia giáo và môi trường học vấn thuộc địa, tất cả đã tạo nên một mảnh ghép thú vị nhưng cũng bi kịch bậc nhất trong lịch sử Việt Nam nửa giữa thế kỷ 20. Sau khi tốt nghiệp trung học với văn bằng thành trung, với tính khí sẵn có và truyền thống gia đình, năm 1941, Nguyễn Chánh Thi gia nhập quân đội Pháp. Thế nhưng, từ tháng 10 năm 1940, Đông Dương đã bị Nhật chiếm đóng, nên trong hơn 3 năm ròng, ông ta cũng không có một công việc rõ ràng. Ngày 9 tháng 3, khi Nhật đảo chính Pháp, Nguyễn Chánh Thi cùng nhiều binh sĩ trong quân đội Pháp đã bị bắt giữ. Tháng 8 cùng năm, lợi dụng khi Việt Minh cướp chính quyền, ông đã đào thoát, thế nhưng lại bị du kích Việt Minh bắt giam tại Ba Tơ, Quảng Ngãi. Và phải mãi cho tới khi Pháp tái chiếm Đông Dương và tấn công lên Ba Tơ, lợi dụng sơ hở, Nguyễn Chánh Thi trốn thoát và lại trở về chiến đấu trong quân đội Pháp. Nhận thấy được sự trung thành
và truyền thống được kế thừa từ người cha. Người Pháp lập tức coi ông Thi như một viên ngọc sáng cần được cho chuốt kỹ lưỡng. Năm 1949, thay vì phải ra trận ngay, thì ông được quân Pháp cử đi học tại khóa huấn luyện sĩ quan ở trường võ bị địa phương Nam Việt tại Vũng Tàu, nhằm bổ sung thêm các sĩ quan người Việt cho quân đội liên hiệp của Pháp. Sau 8 tháng thụ huấn, nhận thấy Nguyễn Chánh Thi có cả hai yếu tố là sự liều lĩnh và nghiêm túc, người Pháp đã cho ông tốt nghiệp cấp bậc thiếu úy của lực lượng nhảy dù và lập tức được cử đi hành quân tại chiến trường Bắc Kỳ. Ngày 8 tháng 12 năm 1950, thực hiện âm mưu dùng người Việt để đánh người Việt, người Pháp đã cùng chính quyền quốc gia Việt Nam của vua Bảo Đại ký sắc lệnh thành lập quân đội quốc gia với các đơn vị bản xứ người Việt trong quân đội Pháp, trong đó thì có cả đơn vị của Nguyễn Chánh Thi, đã gấp rút được chuyển giao về cho đội quân tay sai này, và sự nghiệp của Nguyễn Chánh Thi từ đây lên như diều gặp gió. Đầu năm 1952, Nguyễn Chánh Thi được thăng cấp trung úy. Tới năm 1954 thì chuyển từ binh chủng nhảy dù sang tiểu đoàn 2 ngự lâm quân, kế cạnh bên quốc trưởng Bảo Đại ở Đà Lạt, và rồi rất nhanh chóng được thăng cấp đại úy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 ngự lâm vào tháng 6. Và bắt đầu từ đây, một sự nghiệp lẫy lừng gắn với biệt danh ông Hoàng Đảo Chính sẽ được Nguyễn Chánh Thi tự viết nên cho mình. Ngày 16 tháng 6 năm 1954, Ngô Đình Diệm về nước nhậm chức Thủ tướng Quốc gia Việt Nam. Nguyễn Chánh Thi từ rất sớm đã nhận ra dã tâm của Ngô Đình Diệm, nên lập tức xin được đứng dưới trướng của Diệm. Hành động này của ông đã trực tiếp khiến âm mưu đảo chính vào tháng 9 năm 1954 của phe Bảo Đại do tướng Nguyễn Văn Hinh dẫn đầu bị thất bại từ trong trứng nước. Chọn lựa đúng người, đúng thời điểm, Nguyễn Chánh Thi được Diệm hết sức ưu ái. Ngay từ trước khi Diệm phế truất Bảo Đại, thành lập Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Chánh Thi đã được trả về đúng chuyên môn bên lính dù. Và phải khẳng định rằng, dưới bàn tay của ông, cùng với các tướng Lê Văn Tị, Ngô Xuân Soạn, Đỗ Cao Chí, binh chủng nhảy dù của Việt Nam Cộng Hòa đã trở thành một lực lượng mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm tác chiến bậc nhất. Không ngoa khi nói rằng, đơn vị này từng được chính quyền Sài Gòn gán cho biệt danh là Thiên Thần Mũ Đỏ. Bởi bất cứ khi nào, đơn vị này hạ cánh xuống chiến trường là khả năng cân kèo với quân giải phóng được nâng lên đáng kể. Kèm theo đặc trưng là thường xuất hiện khi quân đội Sài Gòn đang bị thất thế, nên họ còn được hậu thế gán cho biệt danh là kẻ gánh tạ của Việt Nam Cộng Hòa. Không dừng lại ở tài huấn luyện, Nguyễn Chánh Thi còn có tài thực chiến cực kỳ đáng gờm. Một tay ông trực tiếp lãnh đạo các đơn vị dù truy quét lực lượng Bình Xuyên, ổn định tình hình tại các vùng ven đô thành Sài Gòn. Nhờ vậy, ông ta rất được gia đình Diệm yêu quý, trao cho nhiều đặc ân. Chỉ trong một năm 1956, tháng 2 lên lon đại tá, tháng 3 thì được sang Mỹ du học, tháng 9 học xong thì về nước làm chỉ huy trưởng lực lượng nhảy dù. Thậm chí, Nguyễn Chánh Thi còn được Diệm tin cậy tới mức trao cho chức vụ tùy viên quân sự trong chuyến thăm Trung Hoa Dân Quốc. Thế nhưng rồi thì với một kẻ dã tâm và tham vọng như Nguyễn Chánh Thi, từng đó ân sủng vẫn là chưa đủ. Với ông ta, nếu chế độ gia đình trị của Diệm vẫn còn, thì biết bao giờ những bộ sậu thân tín của ông ta ở các cấp bậc cao hơn mới ngã ngựa để cho Nguyễn Chánh Thi được nhảy vào. Lại thêm cái thói tham nhũng thâm căn cố đế của gia tộc Ngô Đình, không ít lần đã đẩy ngân sách của nhóm lính dù vào chỗ khó xử. Tất cả lại càng khiến cho một kẻ có tính khí tử hải như Thi thêm phần bực dọc. Để rồi đáp lại những ân sủng mà dòng họ Ngô Đình đã bàn phát, Nguyễn Chánh Thi vẫn cùng với một nhóm sĩ quan trẻ, trong đó có Trung tá Vương Văn Đông, Thiếu tá Nguyễn Triệu Hồng, Thiếu tá Phan Trọng Trình, Thiếu tá Nguyễn Huy Lợi, Đại úy Phan Lạc Tuyên, lên kế hoạch đảo chính anh em Ngô Đình Diệm. Và một ngày có con số vừa đẹp vừa dễ nhớ là ngày 11 tháng 11 năm 1960. Quân của Nguyễn Chánh Thi đã làm tới bến nhằm lật đổ chế độ gia đình trị của họ Ngô Đình. Cuộc đảo chính xảy ra quá đỗi bất ngờ, khiến anh em Diệm Nhu không kịp trở tay. Được đà, quân đảo chính gồm 3 tiểu đoàn nhảy dù cộng với một số đơn vị biệt động quân, thiết giáp
do Trung tá Vương Văn Đông trực tiếp chỉ huy đã tiến hành bao vây Dinh Độc Lập. Một số chính khách và đảng phái đối lập thấy được thời cơ này cũng tuyên bố ủng hộ và tập hợp lực lượng chính trị ủng hộ phe đảo chính. Phe đảo chính tưởng chừng tới khi này đã làm chủ được tình hình. Thế nhưng hỡi ôi, không phải vô cớ mà người miền Nam lại nói ông Thi là người có tính khí lương sơn bạc. Bởi cái tầm nhìn và khả năng tính toán của ông ta giống hệt với một nhân vật trong bộ tiểu thuyết đó. Đó là Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Rất hăng máu chiến đấu, gặp chuyện gì cũng xông pha đi đầu. Thế nhưng về khả năng tính toán, đường tiến, lối lui thì toàn phải để cho Tống Công Minh đại ca phải chạy theo sau để mà giải quyết hậu quả. Và đau thay cho tướng Thi, ông lại không có một Tống Công Minh ca ca nào hết. Vậy là sau vài giờ chiến đấu, chiếm thế thượng phong, toàn bộ lực lượng đảo chính lại dần rơi vào tình trạng lúng túng. Họ chẳng biết phải làm gì tiếp theo khi không đề ra được mục đích cuối cùng sau khi lật đổ ông Diệm. Tổ chức lực lượng thì thiếu rất nhiều các cấp trung gian. Lại thêm trên thực địa, quân đảo chính không chiếm được đài phát thanh, không cắt được hết đường dây điện thoại từ Dinh Độc Lập nối với bên ngoài. Lực lượng thì vì chỉ xoay quanh những đơn vị rủ, ruột thịt và các đơn vị mà ông ta quen biết, thế nên cũng không đủ án ngữ các ngả đường tiến vào thành phố. Tóm lại, đây là một cuộc đảo chính nửa vời trên mọi phương diện. Và điều đen đủ nhất cho ông Thi là anh em Diệm Nhu thì lại thừa độ cáo giả để nắm được tình hình trên. Hai ông này bắt đầu tương kế tựu kế, tìm cách kéo dài thời gian để liên lạc với các sĩ quan trung thành, gọi họ về cứu giá. Một ngày sau, ngày 12 tháng 11, từ Mỹ Tho, Đại tá Huỳnh Văn Cao, Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ binh, đã kết hợp với Sư đoàn 21 Bộ binh đóng ở Sa Đéc do Đại tá Trần Thiện Khiêm làm tư lệnh, đã kéo quân về thành phố giải vây. Bị áp đảo hoàn toàn, Vương Văn Đông đã tìm mọi cách liên hệ với Đại sứ Mỹ Ebrard Dambro để tìm hậu thuẫn, thế nhưng đã bị thẳng thừng từ chối với cái lý do nghe rất chỉa nực cười, đó là người Mỹ không dính dáng vào nội bộ của Việt Nam. Hốt hoảng, Nguyễn Chánh Thi, Vương Văn Đông và Nguyễn Triệu Hồng đã nhanh chóng cướp một máy bay Douglas DC-3. Dù vậy, nhóm đảo chính vẫn kịp bắt cóc Trung tướng Thái Quang Hoàng, Tư lệnh Quân khu Thủ đô, rồi cưỡng ép phi công Phan Phụng Tiên đưa họ đào thoát sang Campuchia xin tị nạn. Những ngày trong trại tị nạn Modivong, thực chất là một trại giam lỏng ở Phnom Penh, Nguyễn Chánh Thi phải làm cả nghề trẻ củ thuê để mà kiếm sống. Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Nhóm đào thoát bắt đầu hục hặc với nhau. Vương Văn Đông thì thân Pháp, Nguyễn Chánh Thi thì ghét Mỹ, lại ghét luôn cả Pháp vì người Pháp đã bỏ rơi mình. Hai vị thường xuyên chửi mắng nhau như chó với mèo. Số sĩ quan còn lại thì nghiêng về phía Đông vì Thi có tính khí thổ lỗ, cùng cách ăn ở thì tạm bợ. Có lần thiếu tá Nguyễn Huy Lợi không nhịn được với Thi, hai bên đấu võ mồm với nhau, thế nhưng bất phân thắng bại. Còn về phần Ngô Đình Diệm, sau khi kiểm soát được tình hình, Tổng thống đã trừng phạt vô tội vạ những ai chỉ cần dính dáng tới đảo chính. Thành thử, dù không thành công, thế nhưng cuộc đảo chính năm 60 của Nguyễn Chánh Thi đã rút được một khối gạch rất lớn dưới nền móng của triều đại Ngô Đình. Và bắt đầu từ đây, Diệm Nhu đã liên tiếp phạm phải những sai lầm dẫn tới vong mạng trong cuộc đảo chính chỉ sau đó 3 năm. Vậy là ông trời vẫn còn chưa tuyệt hẳn con đường sống của Thi. Sau 3 năm lưu vong tại Campuchia, ngày 5 tháng 11 năm 1963, ông Thi về nước sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Diệm do các tướng lĩnh cầm đầu thành công. Ông được phục hồi cấp bậc và được cử làm tư lệnh phó quân đoàn 1, quân khu 1 của tướng Nguyễn Khánh cầm đầu vào tháng 12 năm 1963. Tuy được cử giữ chức vụ tư lệnh phó quân đoàn, nhưng trên thực tế, đó chỉ là một chức vụ hữu danh vô thực và không được trực tiếp cầm quân. Điều này đã dẫn tới việc ngày 30 tháng 1 năm 1964, ông nối dài bảng thành tích của mình khi tham gia cuộc chỉnh lý, hạ bệ tướng Dương Văn Minh, đưa tướng Nguyễn Khánh lên làm quốc trưởng. Nhờ vậy, ông được lên làm tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh. Cũng giống như Ngô Đình Diệm,
Nguyễn Khánh vì muốn mua lòng Nguyễn Chánh Thi nên cũng liên tục ban ơn, mưa móc để cho Thi yên lòng phụng sự. Tháng 5 năm 1964, ông Thi được thăng cấp chuẩn tướng, vừa mới được tướng Nguyễn Khánh đặt ra. 3 tháng sau, vì ủng hộ hiến chương Vũng Tàu, ông được tướng Khánh thăng hàm thiếu tướng. Và cũng lại giống như thủa còn mặn nồng với Diệm, cứ hễ có kẻ nào muốn nhăm nhe ngôi vị của Khánh là Thi lại sắn tay dẹp trừ. Ngày 13 tháng 9 năm 1964, Trung tướng Dương Văn Đức và Đại tá Huỳnh Văn Tồn đưa sư đoàn 7 bộ binh về Sài Gòn đòi hạ bệ tướng Khánh. Nhận lệnh từ cấp trên, tướng Nguyễn Chánh Thi với lực lượng sư đoàn 1 bộ binh phối hợp với các tư lệnh nhảy dù, thủy quân lục chiến và không quân đã nhanh chóng bức các lực lượng binh biến phải từ bỏ mục đích và rút lui. Và nhờ cái công lao này, ngày 1 tháng 10 cùng năm, tướng Khánh đã bổ nhiệm ông vào chức vụ tư lệnh quân đoàn 1. Tiếp đến, trong cuộc đảo chính nhằm tái lập lại quyền kiểm soát của tướng Khánh vào ngày 19 tháng 12, thì lại tiếp tục đóng vai trò là một trong bộ ba Khánh, Thi, Kỳ để giải tán cơ cấu chính quyền Thượng Hội đồng Quốc gia và chuyển quyền lãnh đạo thực tế của Việt Nam Cộng Hòa vào tay các tướng lĩnh. Đến lúc này, khi thấy vị trí của mình đã gần sát với ngôi vị lãnh đạo tối cao của Việt Nam Cộng Hòa, cái máu phản chủ lại nổi lên trong lòng của Thi. Và vẫn như thường lệ, trong một cuộc đảo chính, ngày 19 tháng 2 năm 1965, Thiếu tướng Lâm Văn Phát, Đại tá Phạm Ngọc Thảo, Đại tá Bùi Dinh và Trung tá Lê Hoàng Thao đem quân tới Sài Gòn làm đảo chính. Hội đồng tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa lại cử Nguyễn Chánh Thi làm tư lệnh quân đoàn giải phóng thủ đô, đưa quân về Sài Gòn để phản đảo chính, cứu giá, mượn gió bẻ măng. Thấy hội đồng tướng lĩnh đang dần có được thực quyền thì lại ngả theo phía quốc trưởng Phan Khắc Sửu. Màn đổi phe thêm một lần nữa lại thành công. Nguyễn Khánh bị hạ bệ, bị ép phải xuất ngoại trị bệnh, thực chất là trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam. Khánh đi rồi thì nội bộ hội đồng tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa lại nháo nhào lên để tranh giành quyền lực. Và đây cũng chính là lúc mà Nguyễn Chánh Thi đứng sát với đỉnh cao khi hội đồng tướng lĩnh bị chia làm bốn phái, đó là phái của Nguyễn Văn Thiệu, phái của Nguyễn Cao Kỳ, phái của Nguyễn Chánh Thi và phái của Nguyễn Hữu Có. Do vai trò quan trọng trong các cuộc đảo chính và phản đảo chính trước đó, tướng Thi bị xem như là mối nguy hàng đầu. Thành ra ba viên tướng còn lại đã chung lưng đấu cật trong một liên minh tạm bợ với tướng Kỳ làm thủ lĩnh để đè lại tướng Thi. Sự xung đột này mãnh liệt tới mức một nhà báo Mỹ có tên là Frances Rizgrada đã từng ghi lại rằng các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa cứ kháo nhau xem tướng Kỳ và tướng Thi ai đảo chính ai. Chính phủ dân sự của Thủ tướng Phan Huy Quát thì chỉ biết trơ mắt đứng nhìn tình hình. Và rồi thì lại một cuộc đảo chính nữa nổ ra vào ngày 11 tháng 6 năm 1965. Thủ tướng Quát đã phải giải tán chính phủ và từ chức thủ tướng. Quốc trưởng Phan Khắc Sửu sau này cũng chịu trận và đành phải trao lại quyền hành cho hội đồng tướng lĩnh. Ngày hôm đó, hội đồng tướng lĩnh đã họp dưới sự chủ tọa của tướng Nguyễn Văn Thiệu để chọn ra người lãnh đạo. Cuối cùng, ngày 19 tháng 6 năm 1965, biết mình không được đại đa số ủng hộ, tướng Thi tuyên bố rút lui. Và cứ như vậy, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu lại làm quốc trưởng, Nguyễn Cao Kỳ làm thủ tướng cho tới khi tổ chức bầu cử. Và để xoa dịu những mâu thuẫn quyền lực, đầu tháng 11 năm 1965, Nguyễn Chánh Thi được thăng cấp trung tướng, kiêm chức vụ đại biểu chính phủ tại Trung Phần. Người ta kể lại rằng, sáng ngày 31 tháng 1 năm 1964, tức là ngay sau cuộc chỉnh lý có một hôm, Nguyễn Chánh Thi đã vào Bộ Tổng Tham mưu để gặp Thiếu tá Nguyễn Huy Lợi. Sực nhớ lại ân oán từ vụ Thư Hùng thời lưu vong tại Campuchia, Nguyễn Chánh Thi đã sấn tới và đấm thẳng vào mặt Lợi một cú. Lợi toàn đánh lại Thi, nhưng rồi chẳng biết tại sao ông ta lại dừng tay và quay lưng bỏ đi, trong khi Nguyễn Chánh Thi vẫn đứng khoa chân múa tay lu loa biện minh với mọi người. Rồi thì một lần khác đi thị sát tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Chánh Thi bắt toàn bộ quân cán, chính quyền và các đoàn thể tụ tập đông đủ tại tòa hành chính
để ông ta thao thao bất tuyệt phát biểu một tràng dài. Cử tọa phải bụng miệng khi nghe Thi liền giọng: "Đồng bào trong khu tôi." Cử tọa còn chưa nín được cười thì ông ta lại tiếp tục màu mè và bí đường: "Thưa đồng bào, quân với dân như cá với nước, cá mà thiếu nước thì cá chết, còn nước mà thiếu cá thì quá kỳ cục." Nói xong câu đó thì sượng sùng đứng chết chân. Có một tay chuyên treo cờ xí, biểu ngữ và trang trí hộ trường đang đứng sơ rớ sau hàng cờ phướn đã nhanh nhỏ nhảy ra hoan hô: "Hoan hô chuẩn tướng Nguyễn Chánh Thi!" Tiếng hô lặp lại 3 lần, buộc lòng mọi người phải đưa tay lên mà hô hoán theo. Đến giờ cơm trưa, Nguyễn Chánh Thi ra lệnh cho đại tá Nguyễn Ấm, tỉnh trưởng Quảng Trị, gọi cái anh chàng khéo nịnh này lên. Và vài tuần sau, anh chàng trang trí hoa này được đặc cách chức vụ phó tì thông tin. Thế nhưng khốn cái, cư xử của ông Thi có thể kém, chứ trong khoản biết chấp thời cơ thì hồi đó không mấy ai có bỉ lại ông. Nắm trong tay quân đoàn 1 ngay gần chiến trường phía Bắc, lại được liệt vào hàng mạnh mẽ hiếm có, ông Thi không ngần ngại muốn biến nơi đây thành bàn đạp để tiến hành một mưu đồ chính trị. Mà nếu không làm lai chuyển Sài Gòn thì ít nhất cũng sẽ có một lãnh địa riêng để mà vùng vẫy. Tại nơi ông ta quản lý từ năm 1965 đến năm 1966, hàng loạt các cuộc biểu tình do tăng ni Phật tử dẫn đầu và được ông ta hậu thuẫn đã liên tiếp nổ ra. Tướng Thi cũng được đà cáo buộc công khai về tệ nạn tham nhũng cũng như những chỉ trích độc tài trong chính phủ của tướng Kỳ. Và tới khi này thì không chỉ có chính quyền Thiệu Kỳ mà cả phía Mỹ cũng ghét cay ghét đắng Nguyễn Chánh Thi. Tháng 2 năm 1966, trong cuộc họp của Hội đồng Tướng lĩnh, tướng Kỳ đã thuyết phục các tướng lĩnh và cố vấn Mỹ trao quyền cho ông ta để trục xuất tướng Thi và trấn áp cuộc đấu tranh của Phật giáo. Nghị quyết này đương nhiên nhanh chóng được thông qua. Ngày 10 tháng 3 năm 1966, Nguyễn Cao Kỳ ký cách chức Nguyễn Chánh Thi vì lý do đã không ổn định được tình hình tại khu vực miền Trung. Tại sân bay Đà Nẵng, Nguyễn Chánh Thi đã bị Trung tướng Nguyễn Hữu Có, Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng, ra lệnh bắt giữ rồi đưa về Sài Gòn giam lỏng. Tướng Kỳ cũng rất khéo léo chỉ thị cho đài phát thanh Sài Gòn thông báo: "Tướng Thi đã từ chức, Hội đồng Quân lực quyết định cho ông ta ra ngoại quốc để chữa bệnh thối mũi." Việc cách chức tướng Thi đã làm bùng nổ thêm phản ứng của phong trào Phật tử tại miền Trung do Thượng tọa Thích Chí Quảng dẫn đầu. Thế tình hình ngày một trở nên nghiêm trọng. Ngày 16 tháng 3, tướng Kỳ đồng ý đưa tướng Thi ra lại Đà Nẵng để xoa dịu quần chúng. Tuy nhiên, khi vừa ra tới nơi, tướng Thi đã có một pha không thành công thì cũng thành nhân. Đó là tuyên bố ngả theo phe đấu tranh. Tình hình miền Trung lại đại loạn, buộc tướng Kỳ phải cho 4.000 quân sĩ cùng vũ khí hạng nặng do tướng Nguyễn Ngọc Loan chỉ huy ngược lên Đà Nẵng bằng chuyên cơ. Với sự máu lạnh và quyết đoán của mình, tướng Loan đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình. Tướng Thi một lần nữa lại bị đưa vào Sài Gòn. Và kể từ đây, sự nghiệp của Nguyễn Chánh Thi cũng chính thức kết thúc. Ngày 27 tháng 5 năm 1966, qua những hoạt động trung gian của đại sứ Cabot Lowe và tướng William Westmoreland, tướng Kỳ đã gặp tướng Thi để đưa ra một thỏa thuận cuối cùng về số phận của cái ông phản tướng này. Hiểu được cái vấn đề rằng nếu đoạt mạng của tướng Thi thì các tay bộ hạ cũ của ông ta ở nhiều đơn vị sẽ đứng lên làm loạn, tướng Kỳ đồng ý không đưa tướng Thi ra xét xử ở tòa án Bình với tội danh phản loạn. Đồng thời, người Mỹ sẽ chu đáo và giúp ông ta ổn định đời sống của gia đình trên đất Mỹ. Ngày 14 tháng 7 năm 1966, tướng Thi đã bị Hội đồng Tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa đưa ra kỷ luật với quyết định là loại ngũ vĩnh viễn, buộc phải lưu vong nước ngoài. Ngày 31 tháng 7, ông ta lên đường qua Mỹ để chữa căn bệnh thối mũi như trên báo đài miền Nam khi đó rêu rào. Trước khi đi, ông ta ném tất cả huân huy chương được tặng, chỉ giữ lại mỗi cái mũ như là kỷ niệm cuối cùng của đời quân ngũ. Có lẽ rằng tới thời điểm này, ông đã chấp nhận một thực tế nghiệt ngã rằng sau bao nhiêu lần đảo chính, đổi bấy nhiêu phe phái của mình, thì rốt cục
chỉ là cái sự dã tràng xé cát Biển Đông. Để trở thành một Thiệu Kỳ, hay xa hơn là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, những người ở phía Bắc mà người ta đồn rằng ông ta đã từng tìm cách liên lạc, thì ngoài việc đảo chính giỏi ra, Nguyễn Tránh Thi cần phải có một tầm nhìn xa trông rộng, và nhất là một nhân cách nếu không cao đẹp thì cũng phải ở mức chấp nhận được. Về điều này thì Nguyễn Tránh Thi đều không có. Tại Mỹ, lúc đầu tướng Thi được nhận trợ cấp một tháng là 600 đô theo chế độ của một trung tướng hồi hưu. Việc này thì bị tướng Kỳ chỉ trích quyết liệt với lý do rằng tướng Thi đã bị loại ngũ rồi. Vì vậy, trợ cấp của tướng Thi bị giảm xuống chỉ còn 170 đô một tháng. Theo bài viết của báo New York Times, trong những năm sống lưu vong tại Hoa Kỳ, tướng Thi đã từng làm nhiều nghề như bảo vệ cho một khách sạn nhỏ tại Los Angeles và mở một tiệm cà phê ở Arkansas. Tháng 2 năm 1972, sau 6 năm sống tại đất Hoa Kỳ, Nguyễn Tránh Thi đã mua vé máy bay như một hành khách dân sự để trở về quê hương Việt Nam. Thế nhưng rồi thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lại ra lệnh không cho cựu tướng này được đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ông ta đành phải trở lại Hoa Kỳ, mà không thể ngờ được rằng đây là lần cuối cùng ông ta có thể nhìn lại quê hương Việt Nam. Năm 1985, Nguyễn Tránh Thi đã cho xuất bản cuốn hồi ký Một Trời Tâm Sự để kể về cuộc đời của mình. Cuốn sách ngay sau đó đã gây ra một cuộc tranh cãi khi lời lẽ trong đó đầy những câu từ thanh minh thanh nga cho ông. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng nó đã đóng góp một phần không nhỏ giúp cho giới sử học Việt Nam hoàn thiện được bức tranh Việt Nam Cộng Hòa loạn lạc và thối nát, giải thích được lý do vì sao Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có thể giành được chiến thắng sau cùng. Tuy có tham gia một số hoạt động xã hội của các cựu binh Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ, thế nhưng Nguyễn Tránh Thi thì từ chối tham gia tất cả các phong trào vận động vũ trang để chống lại chính phủ Việt Nam Thống Nhất. Sau hơn 40 năm tha hương, 6 giờ 42 phút chiều ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2007, tại Lancaster, Pennsylvania, tướng Nguyễn Tránh Thi đã chút hơi thở cuối cùng, thọ 85 tuổi.